Tổng thống Kosovo đến thăm khu vực tranh chấp sau chuyến công du tương tự của nhà lãnh đạo Serbia. Tổng thống Kosovo đã vừa thực hiện chuyến viếng thăm hiếm hoi tới vùng lãnh thổ, tập trung hầu hết người Serbia sinh sống ở miền Bắc đất nước vào thứ Bảy 29 tháng 9, khiến cho chính quyền Belgrade vô cùng nổi giận. Vì vào khoảng 3 tuần trước, Tổng thống Serbia cũng đã công du sang khu vực tranh chấp chủ quyền này. Kosovo hiện có 1.8 triệu cư dân sinh sống, hầu hết đều mang gốc Albania. Chỉ có cộng đồng người thiểu số Serbia là sống ở miền Bắc. Quốc gia này đã tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008. Hiện trên thế giới, chỉ có 100 quốc gia công nhận sự tồn tại của Kosovo, ngoại trừ Serbia, Nga và một số nơi khác.